Em về cho cả nhà mình mẫu đồng dự tiệc siêu đẹp siêu sang luôn ạ. Nền vải của em váy này sẽ là màu xanh đậm cho cả nhà mình ha, và có phối cho mình những cái họa tiết rất là đẹp luôn. Dáng eo, dáng đồng phong xòe, tay lỡ, cổ tay lê lê cho mình, trời ơi nhìn rất là điệu luôn. Em váy này hiện tại em đang có cho cả nhà mình được đầy đủ 4 size nha, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg, em tới đây tầm 85-86 độ về. Chất liệu về chiếc phần cao cấp cho chị em mình ha, giặt vai giặt máy thoải mái. Phần tay này thì em sẽ mang cho mình một lớp, còn trong phần thân váy kỹ lưỡng luôn hai lớp nha, kèm luôn cả hai cái túi và câu khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1576 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Em giao hàng tận nơi, nhận được hàng được kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Chị Lê Trang có đơn luôn ạ. Dạ em đồng mà dự tiệc này á, thì thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 699.000 đồng, thì trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn bao nhiêu ạ? 369.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. Chị nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1576 kèm xuyên hỏi 54kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị ơi. Váy xinh lắm luôn á, vải chiếc phong cao cấp cho mình nè. Em đứng gần cho mình xem nha. Nền vải sẽ là màu xanh, cái gam màu này mặc lên nhìn trắng tươi luôn. Phối hoa cho mình nè. Trời ơi xuất sắc nghe chưa? Nhìn một phát là các chị mình ghiền liền đúng không ạ? Mã số sản phẩm là 1576 nha. Dạ 55kg mình đo vòng eo dùng em đo ngang khuỷu tay hoặc là đo ở trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất đo vào là chính xác nhất luôn. Nếu như em dưới 75 thì mình mặc cho em size L, còn em trên 75 mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha. Được đúng một màu duy nhất cho mình. Mã số sản phẩm là 1576, mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha. 49kg mặc size M chị ơi, đồng xinh lắm luôn á. Tay lỡ nè, cổ tay lê lê cho mình, nhấn eo dáng đầm phong xòe tròn tự nhiên. Em váy này thì ở đây em cao 1m65, đầm này mặc dài chấm gót nha, khá là dài luôn đó. Mình thích mặc dáng dài thì mình để dài dài, không thích mặc dáng dài có thể lên lai cắt ngắn nha. Và những cái chùm hoa ở đây thì cả nhà để ý kỹ giùm em, những cái vải này em cắt bằng máy nha. Có thể là mình thấy em mặc cái chùm hoa nó ở đây, nhưng mà cũng có cái váy chùm hoa nó bên này nó, hoặc là nó thấp xuống một chút xíu cũng có, cho là mình nó sẽ không có cái nào mà giống cái nào cả nha các chị. Mỗi một cái là nó sẽ có một cái điểm đặc biệt riêng. Dạ em 73 mình mặc cho em size L là vừa. Chị Thanh Thủy Ngô có đơn, chị Vân Lê ok chốt đơn luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. Chị nào đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Em ấy này em về hàng cho mình được số lượng ít, và thường đầm đẹp thì về số lượng ít lắm luôn á các chị ạ. Đó tính ra một cái em ấy dự tiền mà giá chỉ tương đương bằng những cái mẫu khác thôi. Chị có 369.000 đồng, mình tranh thủ đặt hàng sớm cho em. Bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1576 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị nào đặt hàng nhanh có đơn, đặt hàng chậm nó sẽ hết hàng. 48kg mà xem mờ cho em là vừa nha chị, xinh quá trời quá đất nè. Đó màu sắc thì tôn nha, form dáng đồng thì tôn dáng cho mình, giá thì tại rõ là quá rẻ, chỉ có 369.000 đồng thôi. Mấy ngày tới về shop và từ 1 đến 4 ngày mình sẽ nhận được hàng nha. Mua đồng bên em nhiều rồi, rất ưng ý nha, rất tin tưởng. Cảm ơn chị mình nhiều ạ. Trời ơi đồng xinh nha, váy mới hạ shop. Dạ đúng rồi chị ơi, em mới vừa về hàng cho mình luôn, đang được 4 size đầy đủ á chị, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg nha. Và em tối nay em tầm 85-86 độ về, mặc đẹp thoải mái. 63kg mình mặc cho em size 2 XL sẽ vừa nha chị. Chị Nguyễn Tâm ok có đơn hàng, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng ok chốt luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1576 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Chia sẻ liền cho shop 3 lượt, mình chia sẻ lên tường vào nhóm và đối với chế độ công khai nè. Xong rồi sau đó mình bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1576 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Em 83 mình mặc cho em size 2 XL sẽ vừa chị nha. Chị Lâm Phan có đơn em rồi. Ok chị mình luôn. Em 83-84 mặc 2 XL sẽ vừa. Em còn 10 giây cuối cùng, cả nhà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em. Tất cả những mẫu đầm chị về được đúng một lần rồi qua luôn, chứ không về đi về lại. Ngày hôm nay thấy mẫu đầm này thấy đẹp, thấy ưng quá thì mình chúc liền cho em. Bình luận 1576 kèm số điện thoại và chia sẻ livestream 3 lượt để được áp dụng giá sale ngay nha. Mẫu mắt xe dài siêu xinh luôn này các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563 nha. Đầm này thiết kế sợi là cổ sơ mi cho cả nhà mình nè. Tay lỡ ôm eo dáng đồng phơm xòe dài tự nhiên cho mình. Ở đây em cao 1m65, đầm đây mặc chấm gót nha. Thích mặc dài để dài dài, không thích mặc ngắn dài lên lai cắt ngắn nha. Nền vải sẽ là màu đen và có phối cho các chị mình chấm bi. Trộn hơi bị xinh luôn á các chị ạ. Chấm bi nhỏ nhỏ li ti như thế này mình mặc lên nhìn dáng của mình rất là gọn luôn. Và cái tông màu đen trắng là tông màu cơ bản nha. Chị khách nào mặc lên cũng đẹp hết trơn á. Da trắng bằng đẹp, da ngâm gì là ok.
cho em nha. Em có giao hàng tận nhà và khi mà mình nhận được hàng tại nhà, mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi nữa nha. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay chỉ cần dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Maxi thì thường thường các chị mình tưởng đâu là giá tiền khoảng 500-700 hoặc thậm chí cả triệu đúng không, nhưng mà không có đâu. Em lấy Maxi này ngày hôm nay em có một cái chương trình giảm giá cho mình, chỉ còn có giá tiền là 369.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 550.000 đồng, cũng khá là rẻ khi bạn mua tại cửa hàng đúng không, nhưng đặt hàng online nó còn rẻ hơn, chỉ có 369.000 đồng thôi à. Chiếc lại vải voi hàng cao cấp nha, giặt tay giặt máy thoải mái, không sợ bị tưa vải đâu cả nhà. Váy may hai lớp cho vào nhau, vải này mềm và mặc lên siêu mát luôn, đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái. Giá 62kg mình mặc 2XL đi chị yêu ạ. Đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số nha, 1563 kèm số điện thoại. Chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale, cho nên đặt hàng nhớ kỹ phải có mã số giúp em. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563 ạ. Chị Phương Ý Võ ok có đơn hàng, chị Ngọc Phạm ok chúc 1563 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563 ạ. Xin hai cái chị ạ. Nền vải màu đen nè, chấm bi nhỏ trắng, nhánh eo dáng đồng phom xòe dài cho mình luôn, cao mét 65, đầm này mặc dài chấm gót nha, thích dài để dài, không thích mặc chén dài lên like. Chị Phan Tâm có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Tính ok chúc luôn. 58kg mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha chị. Đầm xinh quá trời luôn, tất cả những bộ đầm em chị về được đúng một đầm rồi quay luôn chứ không về đi về lại nha. Mình thích hoa lá có, mình thích tầng tầng lớp lớp ren lưới rồi em có hết trơn luôn. Nhưng mà để kiếm một cái em đầm chấm bi mà maxi như thế này thì đây là lần đầu tiên em về hàng cho cả nhà mình ha. Số lượng thì rất là ít, tại sao ạ? Một cái đầm này em may cho mình nè. Đó, em may một chiếc đầm này bằng em có thể là may được hả gần 2 chiếc cái đầm khác luôn á các chị ạ. Cho là đầm khác em về được 50 chiếc thì đầm này chỉ về được có 20 25 chiếc là cùng thôi. Số lượng về rất là ít luôn, không có nhiều nha. Mình thích mẫu này thì ngay bây giờ mình đặt hàng sớm cho em. Mã số sản phẩm là 1563 và kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng nha. Chị Bình An có đơn 64kg mình mặc cho em size 2XL đi chị ạ. 55kg thì mình đo vòng eo nè, đo ngang khuỷu tay đi qua hoặc là đo trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo vào là chính xác nhất giùm em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1563 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị Lâm Vân ok có, chị Kim Ngân có đơn hàng luôn ạ. Chị vòng tay ấm một chiếc luôn nè. Dạ 55kg mình mặc cho em à, đo eo đi chị ạ. Em dưới 75 mặc size L, em trên 75 mặc XL, hồi nãy em mới giới thiệu xong đó chị ạ. Em 83 mình mặc 2XL sẽ vừa nha, được một màu chị yêu ơi. Đợt này em về cho mình chấm bi nha, đợt sau em về cho mình kiểu khác mẫu khác nữa chị hôm nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563 nha, mình đặt hàng nhớ điện thoại dùng em. 1563 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Đang có đầy đủ 4 size thì trong bài livestream này đang có đầy đủ size đó chị ạ, từ 40kg cho tới 65-66kg, nhưng mà xíu là kết thúc bài livestream thì chưa chắc nha. Nhiều khi em nó bị lẻ hàng hay là bị lẻ size là hết hàng thì thị trường rất là uổng, tại vì em chỉ về được đúng có một lần rồi qua luôn chứ không phải đi về lại. Chị cao mét 55 dài không em? Dạ dài nha chị yêu ơi. Em cao mét 65 mà đầm này em mặc dài chấm gót rồi đó. Chị em mình cao 1m55 thì dài thêm một khúc nữa nha. Nhưng mà mình thích mặc dài để dài, không thích mặc dài thì mình lên like được. Hoặc là mang thêm một cái đôi giày cao gót cho em mặc lên hách dáng rất là tốt nha. Nhìn dáng của mình sẽ cao hơn, sẽ mềm hơn rất nhiều. Dạ 57kg sấy tiếng lời luôn chị. Đặt hàng nhớ mã dùng em nha. 1563 kèm số điện thoại chỉ có 369.000 thôi. 1577 em về đồng dự tiền cho các chị mình nè. Mấy lâu nay nhiều chị khách hỏi em nè, em ơi về đồng dự tiền tay lê đi, thì đây em có cho cả nhà mình ha. Đó, form dáng dài cho mình luôn, xuất sắc nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1577. Đầm này cái sẽ là cổ tròn cho mình nè, tay lỡ nha, cổ tay lê cho mình, ôm cái phần eo dáng đồng form xòe tròn tự nhiên. Em cao mét 65, đầm này mặc dài chấm tới mắt cá chân nha. Thích mặc dài thì mình cứ để dài, không thích mặc dáng dài lên like cắt ngắn cho em. Nền vải màu đen mà có phối với những cái họa tiết màu cam cam đỏ đỏ trải đều trên nền vải rất là xinh luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1577. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chỉ cần bình luận phía dưới cho em mã số sản phẩm là 1577 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn. Chị Thanh Thư có đơn hàng, chị Châu Huyền ok chốt luôn 1577 à. Còn chị khách nào mình đặt hàng đồng này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1577 kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là ok nha. Chất lượng vải chiếc phong cao cấp cho mình, váy đẹp nè, mềm mại nhẹ nhàng và mặc rất là mát luôn. Em váy thì mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái cho em luôn nha. Đầm một màu và đầm này thì hiện tại em về cho mình số lượng rất ít luôn. Thường đầm đẹp về cho mình số lượng ít chứ không có nhiều cả nhà ơi. Ngay trong bài livestream ngày hôm nay mình thấy còn hàng còn sai nè, nhưng mà hả chút xíu nữa chưa chắc đâu. Nhiều khi em nó lễ sai hay là hết hàng thì thiệt sự rất là ưỡng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1577. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha.
nha. Chị Thảo Khương ok, có đơn hàng chị đoàn người ok chốt 1577 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng ngầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chị cần bình luận phía dưới cho em luôn. Mã số sản phẩm là 1577 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ha. Chị Bé Heo ok, có đơn hàng chị Anh Hương Trần ok chốt 1577 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng ngầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Dạ 49kg mặc xe M luôn chị ơi, giao hàng không em? Em giao hàng về tới tận nhà luôn đó chị ạ. Nhận được hàng được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán, ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay chỉ cần dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng thôi là mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Cố gắng đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm nha em, để bên em tư vấn luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1577, đặt hàng nhanh em tư vấn và chờ hàng. Chị Văn Oanh ok, có đơn hàng chị Hồng Hạnh ok chốt nha. Chị Kim Lý ok chốt đơn hàng 1577 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1577 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới. Chúc chiếc phong cho mình cao mấy 65, đầm này em mặc dài chấm tới mắt cá chân em. Thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên lai cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn nha. Chị Thu Thu có đơn hàng chị Ánh Nguyệt ok chốt 1577 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1577 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Chị Kim Ngô 1577 có đơn nha. Dạ là 60kg mình đo vòng em đi chị, đo ngang khuỷu tay nè hoặc là đo ở trên rốn chợ là nhỏ nhất, đo và là chính xác nhất. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, giá bao nhiêu một đồng sớm hơn. Chị Thanh Xuân em váy này em đang bán tại cửa hàng của em với mức giá là 699.000 đồng, nhưng trong bài live stream ngày hôm nay em đang giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá là 369.000 đồng thôi. Chất vải chiếc phong cao cấp cho mình, gam màu thì tôn da, form dáng đầm thì tôn dáng, giá tiền rất rẻ luôn, chỉ có là 369.000 đồng thôi nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em luôn ạ. Nhánh eo cho mình nè, dáng đầm phong xòe dài hai lớp kèm luôn cả hai túi luôn. Thấy cái đầm là đã thấy xe ngốc ngay rồi đúng không? Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1577 nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha. Chị Kim Yến ok có đơn hàng, chị Hồng Ly ok chốt 1577 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Đầm này thì em sẽ cắt bằng máy nha các chị, cho là những cái chùm hoa này nó sẽ ở nhiều chỗ khác nhau. Ở cái đầm em đang mặc thì cái chùm hoa nó ở ngay ngực nè, có cái đầm á thì em mặc á cái chùm hoa nó ở bên hông rủ xuống, hoặc là ở bên đây nè, hoặc là thấp xuống một chút xíu nha, hoặc là cao lên một chút xíu luôn. Tại vì em cắt bằng máy nên là không có cái nào giống cái nào cả. Các em lưu ý về phần này dùng em. Còn cái chiếc vải là chiếc vải chiếc phong cho mình ha, dáng siêu dài luôn, có 369.000 đồng rất là rẻ. Nhanh tay đặt hàng sớm cho em, đừng quên chia sẻ live stream 3 lượt và có luôn mã số 1577 vào. Chỉ khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đâu ạ. Em lại về thêm đầm mix size cho cả mình đây. Phần em co giãn siêu nhiều luôn ha, phần cổ tay co giãn cho mình luôn ạ. 40kg cho tới là tầm 70-80kg mình mang vẫn vừa. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1565. Đệm vải màu đen cho cả cho mình và có hoa nhí phối đều trên đệm vải cho mình luôn, xinh quá đúng không ạ? Tông màu đen trắng là tông màu cơ bản mà chị khách nào mặc lên cũng đẹp hết trơn á. Da trắng và đẹp, da ngâm diện là ok cho em luôn ha. Chất liệu vải von cao cấp cho mình, von này là dòng vải von tâm, mình mặc lên rất là mềm và cực kỳ mát luôn, với lại không có sợ bị nhăn luôn nữa. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1565. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Bình luận ngay phía dưới mã 1565 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha các chị ạ. Phần tay may một lớp, thân váy chị lượng hai lớp cho mình luôn, chân váy xếp tầng để các chị xinh không ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1565, đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1565 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng. Một cái đầm này nè các chị, em may được hai cái đầm khác luôn, nhưng mà giá ngày hôm nay thì rất là rẻ luôn, sale ưu tiên cho chị em nào mà mình coi được thấy được cái bài livestream này nha. Rồi bài live này chỉ có duy nhất 3 phút thôi, cố gắng mình đặt hàng sớm. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 599.000 đồng thì trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho mình luôn 1565, chỉ cần có giá tiền là 369.000 đồng thôi ạ. Xin hai cả nhớ nhìn một phát thôi là các chị mình đã nghiện rồi ạ. Em giao hàng về tới tận nhà được, nhận được hàng còn được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm một cái chương trình ưu đãi, chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay chỉ cần dùng đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1565, nhanh tay lên đơn sớm cho em. Chị Su Su có đơn hàng, chị Nguyễn Thanh Thảo ok chốt luôn 1565. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. Em cao bao nhiêu? Giảm cao 1m65 á chị, đầm này mặc dài chấm tới mắt cá chân của em nha. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài, không thích mặc ngắn dài thì mình có thể lên like cắt ngắn. Chân váy xòe xếp tầng cho mình luôn nè, xinh quá trời quá đất luôn. Mã số sản phẩm là 1565 nha, đẹp lắm luôn ạ.
Chị Vi Nguyễn có đơn hàng chị hay lên ok chốt đơn luôn nha. Chị Ngọc Phụng, chị Hồng Hạnh ok có luôn à, 1565. Còn chị nào mình đặt hàng đầm đầy nữa thôi, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1565 và kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là ok nha. Chất liệu vải von cho mình nền vải màu đen và có phối như mình hoa màu trắng trắng nha, trải đều trên vải xinh không ạ. Phần này là các chị, phần thân trên này đẹp với lại phần tay thì em sẽ may cho mình một lớp nha. Đầm này mặc lên nè, vừa tôn da vừa tôn dáng và vừa mát mẻ nữa, đi chơi đi tiệc được. Hoặc là mình chỉ khách nào mà mình đi du lịch á, chỗ cái đầm này đi du lịch mặc lên phải nói là siêu xinh luôn. Hay là mình ở những nơi giống như là mùa nóng á các chị, đó những nơi mà khí hậu nhiệt đới á, thì có thể chốt ngay cho mẫu đầm này nè, mặc lên vừa mát nè, vừa nó sẽ vừa che đi, nó sẽ bảo vệ cái phần da của mình nữa, rất là tốt luôn. Thật ra mà nói bình thường mà mình mặc đầm dây á các chị thì nó chỉ có mát thôi chứ da của mình thì vẫn đen như thường đó. Còn cái mẫu đầm này đây, mặc lên vừa mát nè và vừa che phủ được làn da, vừa tôn da của mình ở chỗ xuất sắc luôn. Nhanh tay đặt hàng sớm, 55kg mặc size dạ em và 55kg mình mặc cho em xem M sẽ vừa nha chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1565. Chị nào mình đặt hàng em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1565 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn nha. 49kg mình mặc xem M đi chị, 40kg cho tới là tầm 70-80kg mình mang vẫn vừa. Được một màu duy nhất nha chị yêu ơi. Đợt trước thì em có về cho mình cái tông màu xanh với lại tông màu nâu rồi đúng không ạ? Đó, và đợt này thêm về cho mình màu này dễ mặc lắm luôn. Màu này là dễ mặc nhất luôn á chị, xinh lắm. Số lượng rất ít nha. Hai màu kia bữa em báo với mình sao em về cho mình ha. Một đầm em may cho mình dài và to như thế này thì vải em may cho mình khá là tốn kém luôn, cho là số lượng em về rất là ít. Đầm khác em về cho mình 50 chiếc đi thì đầm này em chỉ về cho mình được có 20-25 chiếc là cùng thôi à. Mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha, mã số 1565 nhanh tay cả nhớ, chậm tay quá nó hết hàng uổng lắm luôn à. Chị Hồng Nguyễn có đơn được kiểm hàng không em? Thoải mái chị ạ, nhận được hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán, cố gắng mình đặt hàng sớm sớm là được rồi ạ. Đầm bay sắp em là chuyên về thời trang trung niên đó chị, nhưng mà mẫu đầm này chị khách nào 20-30 tuổi vân chen được luôn nha. Xin giả mang luôn mà chị có giá bao nhiêu ạ? À? Có 369.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn ạ. À. Em váy này mặc đi dự tiệc thì phải nói là xinh lung linh luôn ạ. À. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1550 nha các chị ạ. À. Đầm này thiết kế sợi là cổ vuông nha và có cấp các vòng một rất là sang luôn. Tay lỡ nè, vai hơi phồng một chút xíu, mặc lên không sợ bị chật bắp tay nha các chị ạ. À. Dáng đầm phong xòe che kéo được cái phần mụn tốt. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang được bắp chân nha. Thích mặc dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên like dùng em. Váy may kỳ lưỡng hai lớp kèm luôn cả hai cái túi nha và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã 1550. Đầm này thì cả nhà có thể mặc đi chơi đi tiệc rất là đẹp nha, trời ơi xinh lắm luôn á, có kim tuyến nha, trải đều trên này vải cho mình luôn. Và cái kim tuyến này em dệt bằng chỉ kim tuyến nha các chị, mình giặt ủi là không bay không phai gì hết trơn luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1550, chị là mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Chỉ cần bình luận phía dưới mã 1550 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Hôm nay có một cái chương trình giảm giá nha các chị ạ, chỉ còn bao nhiêu ạ? 249.000 đồng thôi, thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 450.000 đồng. Thì trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ lại chuyện này, chỉ cần chia sẻ có 3 lượt thôi, mình chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai thì em sẽ sale luôn cho mình, chỉ cần có giá tiền là 249.000 đồng thôi nha. Đầm xinh lắm luôn ạ. À. Chất liệu vải này mềm nha các chị ạ. À. Đầm von ha, kim tuyến nổi cho mình, vải rất là mềm mà cực kỳ thích luôn. Chị Phạm Hoàng Kim Yến có đơn 53kg xanh rồi đó chị ạ. À. Những cái kim tuyến này nè là mình giặt ủi là không bay không phai nha. Trời ơi xinh quá trời nè. Nền vải màu đen, vai phồng nè, kim tuyến thì màu vàng đồng cho mình luôn. Xinh quá trời quá đất ha, 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Dạ 60kg thì mình đo vòng eo giúp em nha. Nếu như mà 60kg thì đo ngay khuỷu tay hoặc là đo trên rốn giúp em. Eo dưới 80 thì mình mặc cho em size XL. Còn eo trên 80 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa chị yêu nha. Tùy theo chiều cao vòng eo tư vấn thêm cho mình ạ. Dạ 47kg mình mặc cho em size M sẽ vừa nha. Có giao hàng về tới tận nhà và khi cái chị mà nhận được hàng tại nhà mình được quyền kiểm tra trước khi mình thanh toán luôn. Ngoài ra bên shop sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Đặt hàng trong livestream đã được giá sale rồi đúng không? Nhưng mà nếu như các chị mình dồn đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Cổ vuông cho mình nè, cúp cắt vòng một rất là đẹp luôn. Xếp ly ngay cái phần chân ngực như thế này nha các chị, tạo độ phồng ha. Nó sẽ ăn gian cái vòng một của mình rất là tốt. Bạn em nhỏ thì ngang qua, hai lớp kèm hai túi đầm xinh chưa? Một cái mẫu đầm vừa đẹp nè, vừa đầu vừa lạ cho mình mà giá lại quá rẻ, chỉ có 249.000 đồng. Em chỉ áp dụng trong bài livestream hôm nay thôi nha các chị. Đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em. Mẫu đang mặc trên
hai người, mã số sản phẩm là 1550, đặt hàng nhớ kiện nãy dùng em nha các chị. 1550 kèm luôn cho em các số điện thoại em tư vấn. Chị My Nguyễn ok có đơn hàng, chị Người Trần ok trước 1550 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng làm này đổ thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Để lại bình luận phía dưới mã số 1550 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị Kim Hằng ok có đơn, chị Trần Ngọc ok trước 1550 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng làm này đổ thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số 1550 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. 53-54kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị. Mua đầm có sắp ngoài là đầm nào cũng đẹp hết trơn. Cảm ơn chị Bình nhiều nha. Váy mai kỵ lượng hai lớp nè, kèm luôn hai túi luôn cho mình nè. Đầm xinh quá trời quá đất. Vậy mà chị có giá bao nhiêu ạ? Sale rẻ luôn, chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Váy mai kỵ lượng cho mình hai lớp kèm luôn cả hai cái túi nè và con khóa kéo phía sau lưng nha. Được đúng một màu duy nhất từ trước cho tới bây giờ là tất cả những mẫu đầm em chỉ về được đúng một lần rồi qua luôn chứ không có về đi về lại nha. Hôm nay thấy cái mẫu đầm này còn hàng còn sao thì mình tranh thủ mình chút luôn cho em cẩn thận kẹo hết nha các chị ạ. À, rồi còn 10 giây cuối cùng kiểm tra kỹ lại giúp em lần nữa, chị khách nào không biết cách chia sẻ thì mình tìm người trợ giúp liền nha các chị ạ. À, hỏi người thân hỏi bạn bè liền đó, chậm tay quá nó hết hàng uổng. 450 mình đang giảm giá còn có 249.000 đồng thôi. Xe tự nhiên che khéo vào bụng tốt nè. Mẫu đầm trong tủ đồ mình có là kim tuyến chưa? Nếu như chưa có kim tuyến thì bây giờ mình chốt luôn cho em nha. Mã số sản phẩm là 1550 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, đừng quên chia sẻ livestream 3 lượt nha. Chị Diễm Bông có đơn hàng luôn ạ. 1574 cái đầm rất là sang luôn nè cả nhà ơi, chất liệu vải mới vừa về cho mình nha, nhanh ta đặt hàng sớm nha em tư vấn luôn ạ. Dòng vải cắt ta cao cấp em mới vừa về hàng cho cả nhà mình đây, mẫu em đang mặc cho người, mã số sản phẩm là 1574. Đầm này cái sẽ là cổ V cho cả nhà mình ha, em may cúp cắt vòng một cầu kỳ cho mình rất là đẹp luôn ạ. Tay lỡ nè, vai hơi phồng, dáng đầm phông xòe tròn tự nhiên nha. Mã số sản phẩm là 1574, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Và như cả nhà mình thấy cái phần chân váy thì em sẽ có xếp ly hai bên phía trước nè và có xếp ly cả phía sau cho mình luôn, xinh không ạ. Vải này á nó tương đối là dày dặn cho mình nhưng mà khi mà mình mặc lên nha nó rất là mát luôn, phồng xòe tự nhiên, mặc lên không có sợ bị nhăn nha các chị. Và mặt vải của nó ống ả nè, thích lắm luôn nha. Vải siêu đẹp, lần đầu tiên em về hàng cho mình cái dòng vải tắc tay, cả nhà mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. Nên vải màu đen và có phối với cả nhìn hoa hồng đó, cái tông màu khối tím rất là đẹp luôn. Chỉ có giá tiền bao nhiêu cả nhà, theo về mình mua tại cửa hàng em đầm dự tiệc này với giá tiền là 599.000 đồng thì trong bài livestream ngày hôm nay đang có chương trình giảm giá, chỉ còn có giá là 369.000 đồng thôi ạ. À, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1574. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1574 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới. Chị Mai Anh 1574, chị Kim Minh ok có đơn luôn ạ. À, chị Cà Rốt 1574 có đơn. Còn chị khách nào mình đặt hàng lần này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1574 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Dạ 62kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị, đang có cho mình đầy đủ 4 size luôn. Em cao 1m65, đầm để mặc dày ngang nửa bắp chân nha chị, dáng đầm phông xòe tròn tự nhiên thích lắm luôn nha. Chị khách nào mà mình có phần vai ngang hoặc là bắp tay tao chút ngay trên cái bộ đầm này, mặc lên nó che khéo được hết tất cả những khuyết điểm của mình. Phần vai em may hơi phồng nè, với lại chờ phần chân váy á phồng xòe tự nhiên như thế này, khi mà mình diện lên á những cái eo của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn. Mã số sản phẩm 1574, đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1574 kèm luôn cho em các số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Chị Mộc Trà ok có đơn, chị Thanh Hiền ok chúc luôn ạ. 1574, còn chị khách nào mình đặt hàng đầm đầy đỡ ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. 1574 kèm số điện thoại 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao nè với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Chị Minh Phương 1574 luôn ạ. Chị Thanh Trúc nè, chị Ngô Thị Thùy ok chúc luôn 1574. Cổ V cho mình ha, đó tay phòng nè, vai phòng này các chị ạ, xinh quá trời. Mặc vải của nó ống ả nha, sờ lên mức mượt à. Dòng vải tắp ta cao cấp cho mình, đây cũng là lần đầu tiên em về cho mình vải tắp ta nha. Số lượng em về không có nhiều nha các chị, đầm đẹp thường về cho mình số lượng rất ít và chỉ được đúng một màu duy nhất, và màu này rất là sang luôn nha, gam màu không hề kỹ như chút xíu nào cả. Rồi cho chị cái đầm này đi em. Ok chị mình đã đặt hàng cho em xin mã số nha. 1574, đặt hàng chỉ cần comment phía dưới mã số 1574 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới. 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Chị Diễm Ân ok có đơn hàng, chị Na Vũ ok chốt luôn 1574. Còn chị đâu mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm, em đứng gần cho mình xem nha. Cổ V cho mình nè, phần thân trên em mang cho mình nè, đó cúp cắt cầu kỳ rất là đẹp cho mình luôn, siêu sang. Đầm này có thể diện đi đâu ạ, đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở và học văn phòng cũng được luôn. Mã số sản phẩm là 1574, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1574 kèm luôn cho em cái
số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo là có đơn đó, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng cũng lắm. Chị Hạ Vũ có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Tuyền ok trước 1574 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm đầy nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1574 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn. Chị Dung Phạm có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Hằng ok trước luôn. Dạ 64kg mình mặc cho em size 2X chân là sẽ vừa chị nha, được đúng một màu duy nhất và chỉ có một form như thế này thôi. Sang hai các chị. Đầm mây shop em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà tầm U35-38 cho nên bề mặt hợp và sang. Ngày hôm nay chị khách nào thấy cái mẫu đầm này của em đang được sale rẻ từ 599 xuống chỉ còn có 369.000 đồng thì mình chốt luôn kẹo lỡ nha. Mã số 1574 và kèm luôn cho em cái số điện thoại đang giảm giá cực mạnh luôn ạ. Váy ren đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng này cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1548 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ V cho mình, tay ngắn nè, dáng đầu phong xòe nhẹ nha. Chứ vậy váy ren thích lắm cả nhà ơi. Váy ren này dày dặn vừa phải nha, dai mềm cho mình, coi dễ nhẹ nhàng nè, giặt tay giặt máy thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1548. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha. Bình luận ngay phía dưới mã 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại, ở đây có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn. Ngày hôm nay em có một cái chương trình sale rẻ nha các chị, đầm ren công sở dự tiền cho mình đó, phong đầm trung niên mà chỉ có giá tiền là 349.000 đồng thôi. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 480.000 đồng thì trong bài live stream ngày hôm nay em giảm giá cho mình luôn nha, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi ạ. Đầm màu đen này nè, khi mà mình diện lên á, nhìn cái dáng ngủ của mình sẽ gầy hơn rất là nhiều luôn ha, đó xinh hơn các chị ạ. Vừa tôn da vừa tôn dáng người mặc nữa mà chỉ có 349.000 đồng thôi, xin giả mang đúng không? Đầm đen này chị nhận được rồi nè, mặc lên form đẹp lắm em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Rất là nhiều chị khách nhận được cái mẫu đầm này và khen là cái form đầm này này các chị mặc lên á nó tôn cái dáng của mình. Thì sợ mà nói đầm này thì nó quá dễ mặc rồi, vừa tôn da vừa tôn dáng nè, vừa không bao giờ sợ qua thời hay lỗi mốt nữa. Tất cả những mẫu em chỉ về được đúng một đợt duy nhất rồi qua luôn chứ không về đi về lại nha. Mình nhanh tay đặt hàng sớm. Ren thì đợt nào em cũng có về hết và về rất là nhiều kiểu luôn, nhưng mà cái kiểu mà mình nhắc nhiều nhất đó chính là cái kiểu xòe nhẹ như thế này. Nó xinh hơn các chị ạ. Mã số là 1548 nha. Mình bình luận phía dưới cho em mã số 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Giá bốn size luôn chị ạ, từ 40kg cho tới 65-66kg. Em có thể tập 85-86 độ về mặt đẹp thoải mái nha. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân em như thế này. Mình thích mặc dáng dài mình cứ để dài dài, không thích mặc dáng dài thì mình lên like cắt ngắn cho em. 47kg mặc size M cho em là vừa nha chị. Chị Tina Nguyễn ok có đơn hàng, chị Hồng Hạnh ok trước 1548 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn hàng nha các chị ạ. Chị Hằng Nguyễn có đơn 53kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị ơi. Đầm xinh lắm nè, em đứng gần cho chị coi cái chất ren ha. Đợt này thì em sẽ về cho mình ren họa tiết, ren hoa có, ren chấm bi cái em đã về hết trơn rồi, và đợt này về cho mình ren họa tiết nha. Thấy vậy chứ vậy này khá là dai các chị ạ, giặt ra giặt máy được cho em. Chị Thùy Đặng có đơn, chị Nguyên Thái nè 49kg size M luôn chị ạ. Đang có cho mình đầy đủ 4 size, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về mặt đẹp thoải mái nha. Và em đảm bảo luôn, mua một lần là chỉ có ghiền, mua một lần là chỉ có thích, chỉ có ghiền thôi ạ. Xinh lắm luôn nha. Dạ em có 1m65 mấy chị, đầm em mặc dài ngang nửa bắp chân của em. Em 83 mình mặc 2XL luôn chị yêu ạ. Đầm xinh quá trời nè. Mặc lên cái màu đen trắng là tông cơ, màu cơ bản rồi. Chị khách nào mặc lên cũng đẹp hết trơn á. Nhất là những chị khách nào da ngăm ngăm á, chốt ngay cho em cái mẫu đầm này, mặc lên nhìn trắng tươi luôn nha. Đó, dáng của mình tròn hay mình gầy mình diễn ra đều đẹp hết trơn luôn nghe các chị ạ. Đó, đầm này thì chị nào mà mình tròn người mình mặc lên thì rất là gầy. Đó, đi chơi cũng được, đi tiệc cũng được, đi làm công sở vào văn phòng thoải mái thả ga luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1548 nha, mình đặt hàng nhớ kỹ mã số. Chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đâu ạ. Chị Kim Anh ok chốt luôn 1548 kèm xin hỏi còn màu khác không shop, bồn màu duy nhất đó chị. Đầm ren thì đợt nào cũng có về hết trơn á chị yêu ơi, mỗi một đợt em về cho mình một màu và một kiểu khác nhau riêng biệt luôn, kể cả cái chất liệu vải ren á, kể cả cái họa tiết ren á chị, nó cũng khác luôn. Còn về phần chất liệu thì nó cũng giống giống y chang vậy à chị, cũng mềm nè, cũng nhẹ và cũng mát như vậy. Chị Thư Phạm có đơn hàng, chị Thúy Đặt ok chốt luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1548. Chị nào mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn. Các chị mình đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng, còn mình đặt hàng chậm qua nó hết hàng uổng nha. Chị Anh Hảo ok có đơn hàng, chị Ngọc Tú ok chốt. 10 giây cuối cùng kiểm tra kỹ lại dùng em một lần nữa ạ. Mã 1548 dạ đang giảm giá chị yêu ạ, còn có 349.000 thôi. Chị mua tại cửa hàng của em là 480 rồi, trong bài livestream ngày hôm nay chỉ có 349.000 đồng, rất là rẻ luôn ạ.
Váy sơ mi ngày hôm nay shop sale đặc biệt cho chị em mình luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng thôi ạ. Đồng ý cái sale là cổ sơ mi nha cả nhà ơi, tay lỡ nha, ôm eo dáng đồng phong xòe tròn tự nhiên nha. Ở đây em cao mét 65, đầm đầy mặt dài ngang nửa bắp chân nha các chị ạ. Trước lại vậy chiếc phong cao cấp cho mình, váy mềm mặc rất là mát luôn. May kỳ lưỡng cho mình hai lớp kèm luôn cả hai cái túi nha. Nền vải màu đen mà có phối cho mình những cái họa tiết dây xích chạy theo chiều dọc trên nền vải như thế này. Trời ơi quá xuất sắc luôn ha. Tông màu đen trắng là cái tông màu cơ bản nha, chị khách nào mặc lên cũng đẹp hết trơn á. Da trắng mặc đẹp, da ngâm vậy là ok cho em ha. Mà màu đen trắng này mặc lên vậy nói là họ nó quá xuất sắc cả nhà ơi. Vừa tôn da nè, vừa gọn dáng cho mình nữa. Chỉ có 199.000 đồng thôi. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 399.000 đồng, thiệt ra mà nói đồng sơ mi trung niên mà tại cửa hàng 399.000 đồng là quá rẻ luôn, nhưng mà mình cứ yên tâm nha. Đồng rẻ nhưng mà chất lượng cao cho mình luôn. Về nhà nhận được hàng em cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, đảm bảo nhận một lần là ghiền, nhận một lần là nghiện liền. Dạ 57kg mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha chị. 4 size đầy đủ cho mình dễ chọn luôn. Từ 40kg cho tới tầm 65-66kg và eo tối là eo tầm 85-86 đủ về. Càng mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Bình luận phía dưới mã số sản phẩm 1464 kèm luôn cho em cái số điện thoại chị Mỹ Duyên có đơn hàng, chị Trần Quyên ok chúc đơn hàng nha. Chị Thơ Trần một chiếc xe L ok có đơn luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Cổ sơ mi cho mình tay lỡ nhánh eo dáng đầu phong xòe tròn tự nhiên cao mét 65, đầm này mặt dài ngang nửa bắp chân ha. Hai lớp kèm luôn cả hai túi, có ba cái phía sau lưng mã số 1464. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Từ 399.000 đồng sách giảm mạnh cho mình luôn, chị còn có giá là 199.000 đồng thôi nha. Chị Anh có đơn hàng, chị Quỳnh Phạm ok có đơn hàng luôn ạ. À. Chị Ngọc Như ok chúc luôn 199.000 đồng thôi chị ơi, làm xinh nha. 54kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình mới có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. 53kg mặc size L luôn chị ạ, đồng xinh lắm, váy mềm nhẹ nè, mặc rất là mát, giặt tay giặt máy thoải mái cho mình luôn nha. Trời ơi chị khách nào khó tính nhất chốt ngay cho em cái mẫu đồng này, mặc lên một phát là mình ghiền luôn. Đồng này có thể mặc đi đâu, đi chơi được, đi tiệc được, đi làm công sở vào văn phòng cũng được luôn cho em nha. Được có đúng một màu duy nhất thôi chị, mỗi một đợt sơ mi em về cho mình cũng tương đối khá là nhiều á, vài ba mẫu một đợt luôn á nha chị, mà cũng hay về lắm đó. Mỗi đợt thì sẽ có một cái form khác nhau, một cái kiểu khác nhau và họa tiết cũng khác nữa. Đợt này á mình chúc cho em cái mẫu dây xích này đi, đợt sau em về cho mình kiểu khác rồi không có còn dây xích nữa đâu, cố gắng mình đặt hàng sớm nha. Từng cái họa tiết của em nó trụ nó nét từng đường như thế này luôn, đẹp hay các chị. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1464, chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Bình luận ngay phía dưới mã 1464 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng. Chị Bảo Ngọc 1464 có đơn hàng luôn, chị Trúc Thanh nè, chị Bông Bông ok chốt 50kg mình mặc cho em xem M là vừa nha chị. Hai lớp cho mình nè, kèm luôn cả hai cái túi và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1464, chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. 1464 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. 53kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, mình có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm nha các chị. Nhanh tay đặt hàng sớm, chị Huyền Linh có đơn hàng, chị Phạm Quỳnh Duyên ok chốt đơn luôn nha. 59kg mình là đau vòng eo đi chị ạ. Nếu như em dưới 80 mình mặc cho em size XL, em trên 80 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa chị yêu nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. 49kg mặc size M giùm em nha chị ơi, trước lại vào chiếc phong nha. Váy siêu mềm mặc rất là mát luôn, hai lớp kỹ lưỡng kèm luôn hai túi nè. Đầm xinh như vậy mặc không nhanh tay đặt hàng thì nó hết rất là ổn luôn, mình cố gắng mình đặt hàng sớm. Chị Mai Thi có đơn, chị Mỹ Duyên ok chốt luôn ạ. À. Nhanh tay đặt hàng sớm cho em nha, cho chị một cái size L đi shop ok có luôn. Nguyên cái đầm sơ mi mà giá của em nói chị bằng một cái áo sơ mi bình thường thôi thì thật sự quá rẻ đúng không ạ? Ngay bây giờ mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số sản phẩm 1464 và kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Đừng quên chia sẻ livestream như shop 3 lần để được áp dụng cho sale ạ. Em váy xinh như thế này không nhanh tay đặt hàng hết rất là ổn nha cả nhà, đồng này em về cho mình số lượng rất là ít luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1542, đặc biệt cái sợi là cổ sơ mi cho mình nha, tay riêng lưới ôm em dáng đầu phong xòe tròn tự nhiên cho mình nè. Tông màu đen dễ mặc nha các chị, mặc lên vừa trắng da vừa gọn dáng cho mình luôn nữa. Phần thân váy trước là vải tuyết mưa cho mình nha, vải này thì nó cũng khá là mềm và có độ dày dặn vừa phải, co giãn nhẹ nhẹ hai chiều như thế này mặc lên rất là thích luôn nha, không có sợ bị nhăn nha các chị. Chân váy sẽ tà giữa cho mình, phối nguyên màu hàng cúc cách điệu từ cổ áo chị dài xuống ở dưới phần chân váy cho mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542, chị nào mình đặt hàng bây giờ mình tranh thủ nha. Tay rang lưới và có phối cho cả kim tuyến lấp lánh dễ thương lắm nha các chị, và cái phần tay rang lưới là mình mặc lên á sẽ không có gây ngứa ngáy hay là châm chích có chịu gì hết trơn á, rất là dễ chịu thoải mái, mình cứ yên tâm đặt hàng. Và 48kg mặc xem mời chị ơi, siêu phẩm nha ơi, mã số sản phẩm là 1542.
Em có cho mình 4 size đầy đủ luôn, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg. Và em tối đa thì em tầm 85-86 độ về, cả người sẽ mặc đẹp thoải mái. Chỉ khác là mình đặt hàng, nhưng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1542. Kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn nha. Nhanh tay lên nào cả nhà ơi, chậm tay quá nó hết hàng rất là ửng luôn ạ. Giá bao nhiêu vậy shop? Đầm này sẽ rẻ chị Dung ơi. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em với mức giá là 550.000 đồng, còn trong bài livestream ngày hôm nay rẻ lắm, chỉ có 349.000 đồng thôi nha. Đầm này shop em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà tầm U35-38 cho nên mình mặc hợp và sang. Nhưng chị khách nào mà mình tầm hai mấy 30 tuổi nào mà mình đang kiếm một cái em đầm công sở nè, hay là dạy học á, thì mình cũng có thể là bon chen được. Dạ, mẫu em đang mặc trên người mã 1542, chị đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số 1542 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Chị Linh Trúc có đơn hàng, chị Vũ Quyên ok trước 1542 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Mạnh Nguyễn 1542, chị Kim Vũ ok trước 1542 luôn ạ. 53kg mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị. Đầm ý cái sẽ là cổ sơ mi cho mình nè, tay ren lưới phối kim tuyến, nhánh eo dáng đầu phong xòe tròn cho mình tự nhiên như thế này ha. Mặc lên vừa nhẹ nè, vừa mềm và đặc biệt phải nói là rất là mát. Dạ, 55kg mình mặc cho em tùy theo chiều cao vòng eo chị ơi. Nếu như 55kg mình đo em dùng em eo dưới 75 thì mình mặc cho em size L, cái eo trên 75 thì mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha. Nhưng mà em đầm này thì nó có độ co giãn nhẹ nữa cho nên cũng có thể trừ hao được nữa. Cái gì bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Dạ, 53kg mặc size L luôn chị, đúng một màu duy nhất. Đầm là hai màu em báo luôn cho livestream cho mình nha. Form này xinh quá đúng không các chị. Thường là những mẫu đầm chỉ về được đúng một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại, nhưng mà riêng mẫu đầm này đây là đã là đợt thứ hai em về hàng cho mình rồi. Đợt trước cũng về cho mình số lượng không có nhiều và rất là nhiều chị khách đặt hàng luôn. Nhiều chị bình luận nói là hả, chị khách về mê shop mà đặt hàng còn không kịp nữa, hôm qua hôm nay là đã hết hàng rồi. Ngay bây giờ em về hàng cho mình số lượng không có nhiều, mỗi size chỉ có vài chục cái, trăm cái thôi. Cả nhà ơi cố gắng mình đặt hàng sớm cho em nha. Thường thường mỗi size về cho mình ít nhất cũng phải là 200-300 cái luôn các chị, ít nhất luôn á phải là 300 chiếc. Vậy mà bây giờ mỗi size chỉ có vài chục chiếc, 100 chiếc đổ lại thôi, mình cố gắng mình đặt hàng sớm. Dạ, mẫu em đang mặc trên người mã số 1542 đó chị, mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em, 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng em của chị, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Thân váy chất liệu vải tuyết mưa cho mình, vải dày mềm mặt mát co giãn nhẹ nhàng hai chiều, tay ren lưới cho mình nè. Em đầm này mặc xinh cực kỳ luôn á, lên form vậy nó là chuẩn đẹp cho mình luôn ạ. Nhìn thấy cái form là hạch để hết mê rồi đúng không, quan trọng là mình có đặt hàng nhanh hay không ạ. Nguyên một em đầm này chỉ có 349.000 đồng thôi, đảm bảo không hề động hàng với bất kỳ shop nào cả. Đây là đầm bên em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất nha, cả nhà cố gắng đặt hàng sớm. 10 giây cuối cùng kiểm tra kỹ lại dùng em một lần nữa, chia sẻ livestream 3 lượt, từ 550.000 đồng em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng. Đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số sản phẩm là 1542 và kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Đặt nhanh là có đơn đó, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm của nó hết hàng ổn lắm nha, em không có chừa hàng được trong livestream ạ.